xin chào các bác nhé. À, đấy, em hiện tại em còn là một con vang số X12. Đây là cái phiên bản đời đầu tiên của X12 các bác nhé. Phiên bản đời đầu tiên của X12. Đấy, tuy, tuy nhiên hình thức vẫn còn rất là đẹp. Trên 90% các bác nhé. Đấy, ruột gan thì đẹp như mới rồi. là ruột gan này là di nguyên bản hết các bác nhé. Đấy, ruột gan em bao ZIN cho các bác. À, khi bán cho các bác thì à, lúc nào cũng thế. Vang nào cũng thế em sẽ cài cho các bác 4 chế độ. Đấy, để các bác về kể cả những cái bác nào mà không biết sử dụng không biết gì vang số thì các bác cũng có thể cắm vào và hát luôn được trong một trong bốn chế độ ấy rồi đấy, con này chắc là bên kia người ta đây. cái tay này người ta bắt vào tủ máy này thế là nó cũng một cái tí vết của cái cái, cái ốc nó xiết vào đây các bác nhỉ đấy còn ngoài ra thì không xước tí nào các bác nhé ngoài ra thì không xước tí nào đấy à, con này cũng mỗi một con thôi thì em sẽ bán với cái giá là 3 triệu bốn trăm nghìn bao ship toàn quốc nhưng mà không kèm dây rác được các bác nhé có dây nguồn và phí ship thôi đấy bác nào chuyển khoản thì em sẽ giảm đến 100 000 nghìn vàng hình thức còn rất là đẹp này đấy, những cái bác nào mà đã có điều kiện chơi những con này rồi thì chắc là cũng khá là lâu nữa thì phải đổi vàng đấy, rất là hay rồi trong cái tầm giá mà tầm trên 3 triệu dưới 4 triệu ấy, thì con này nó là một trong những cái con mà nhiều người dùng nhất bây giờ này các bác nhé Đấy, cùng cái phân khúc cái con này thì có cái dòng tám 1080 nhưng mà nếu mà để và do so cái tính uh, thực dụng ấy, thì dễ dùng và cái cái nhạc của cái gói X6X12 này tiếng nhạc của nó lúc nào cũng hay hơn Shiso, nó mạnh hơn Shiso và cái tiếng súp của nó thì hay hơn hẳn rồi Đấy, thế là nhiều người nhiều người nhiều người chọn cái dòng X này chơi hơn 3 triệu 400 nghìn các bác nhé và bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ với số điện thoại 0967851866. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.